Chẳng qua chỉ chết một đứa quái thai mà thôi. Mà thôi. Con chó chết. Người rốt cuộc là ai? Sao lại có sức mạnh tà ác đến vậy? Chết đi! Sức mạnh của ta có ngon không? Khiến ngươi không thể từ bỏ được chứ gì? Ngươi im đi. Cút đi, ngươi cút vào cho ta. Để hai ta dung hợp làm một đi. Đem phẫn nộ và thân thể của ngươi giao hết cho ta. Vũ Quả à, chàng không sao chứ? Chàng đang nói chuyện với ai vậy? Ta không sao. Gia hỏa này lần trước chịu một ca phú soái một kích, hình như yếu nhược đi rất nhiều rồi. Lão đại huynh nói đúng, chúng ta ở sào huyệt của Lang Vương phát hiện ra không ít thi thể của tu đạo giả. Đây là y phục của thôn dân được tìm thấy sâu trong huyệt động, đã gấp lại ở đây cả rồi. Vừa phái người đi tìm trưởng thôn, hắn cũng là mất tích. Ena, trưởng thôn đó chắc là Lang Vương giả dạng. Lão đại, huynh xem cái này đi. Chính là nó, xương của ngoa thú. Thú triều thật sắp đến trước hạn rồi. Lang yêu này muốn dùng trí thuần huyết đem thú cốt luyện chế thành pháp khí. Lão đại, sao xương này trông có vẻ dần dần thế nào ấy? Không sao, nó vẫn chưa luyện hóa. Ta tự có cách xử lý nó. Hai ngày sau. Linh Hoàng Não Ca, xảy ra chuyện gì sao? Đây có một phong thư khẩn cấp đây, Thiên Năng Thành gửi đến. Thiên Năng Thành có loạn, mau, mau về, Lạp Lan Mộng. Bên ngoài Thiên Năng Thành buổi tối, trong quân trướng của Đại Hoàng Tử, Đại Hoàng Tử, Lạp Lan Quyết, Đại Hoàng Tử, Nhị Hoàng Tử mời ngài đến dự tiệc. Cút! Dạ dạ dạ. Lão nhị chết tiệt kia, vương vị này là thuộc về ta. Trong quân trướng của chủ soái, khải bẩm Nhị Hoàng Tử, Đại Hoàng Tử bảo không ai được làm phiền ngài ấy uống rượu. Mặc kệ tên phế vật đó đi, người có khả năng lớn sẽ kế thừa hoàng vị, Nhị Hoàng Tử. Nói tóm lại, bây giờ chúng ta có 10 vạn đại quân triều đình, còn có nhiều phi ương tiêu như vậy, cũng đã đến lúc đánh một trận công hạ Thiên Năng Thành rồi. Thiên Năng Thành đã như vậy ở trong túi, đã như vật trong túi của ta. Sớm lấy muộn lấy cũng như nhau cả thôi. Bây giờ chúng bế quan tòa thành cố thủ, lương thực, nguồn nước bên ngoài không thể chuyển vào, cứ ở mãi trong thành cũng không chịu nổi mấy ngày nữa đâu. Đến lúc đó chúng ta không tốn một binh một tốt chiếm lĩnh Thiên Năng Thành, lấy được mỏ khoáng hỏa tinh. Hoàng thượng mà biết tin này thì hoàng vị còn vào tay ai khác được nữa chứ.
đợi mọi chuyện xong xuôi rồi, ta đăng cơ hoàng vị, ngươi chính là công thần lớn nhất rồi. Tên phế vật Lý Vũ Quả, đợi ta giết Nạp Lan Mộng, hủy Thiên Nang Thành, xem ngươi còn có chỗ dựa nào không. Cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Trong Thiên Nang Thành, phủ thành chủ, nếu nay lương thực và nguồn nước không chuyển vào được, vậy chúng ta không trụ được bao lâu nữa rồi. Chư vị có cách gì không? Chuyện mỏ khoáng hỏa tinh đã kinh động đến đương kim thánh thượng, triều đình đích thân phái binh đến, võ hoàng võ tông tầng tầng lớp lớp ngoài kia, cho dù đại ca có quay về thì e là cũng lực bất tòng tâm. Nhất định là sẽ có cách mà. Chỉ cần dẫn phát thú triều thì sẽ hóa giải được nguy cơ thôi. Vũ Quả, Vũ Quả, chàng cuối cùng cũng về rồi. Vợ à, làng vất vả rồi, chuyện còn lại cứ giao cho ta. Đại ca, mình vừa nói đến thú triều, vậy là có cách giải quyết rồi. Chỉ cần có người cầm xương của ngoa thú quăng vào hắc tử thâm uyên là sẽ có thể dẫn phát bách liên thú triều. Bọn chúng có 10 vạn quân thì sao chứ, đến nước đó chỉ sợ là sẽ quỳ xuống cầu xin chúng ta cho chúng vào lánh nạn. Đệ nghĩ kỹ chưa, nhiệm vụ này cửu tử nhất sinh đó, lỡ như đại ca huynh coi thường ta rồi, thiên hạ này có mấy ai đoạn kinh không qua được ta chứ. Nhưng đại ca, thú triều có thể giải quyết chuyện này, nhưng xong rồi thì làm sao mà để giải quyết thú triều này. Thú triều đầu tiên sẽ công kích quân doanh, đến lúc đó bọn chúng lưỡng bại câu thương. Thiên Nang Thành, thành tường kiên cố, lại có Hiền Vương và đại pháo trấn thủ, sẽ không có chuyện gì đâu. Có chúng ta ở đây, Thiên Nang Thành nhất định sẽ tai qua nạn khỏi. Đợi ta về rồi. Con ta sinh ra rồi sẽ bái huynh là nghĩa phụ nhé. Con của ta có đại ca dạy dỗ, tu vi nhất định là sẽ ngày tiến vạn dặm. Đến lúc đó, nghĩa phụ ta sẽ bán mạng cho huynh, một lòng quyết xây dựng Thiên Nang Thành trở thành thiên hạ đệ nhất thành. Được, vậy thì quân tử nhất ngôn, ta ở đây đợi vệ, đợi đệ khải hoàn. Được, quân tử nhất ngôn. Thiên Nang Thành vạn tuế. Chỉ có nhiêu đây vẫn chưa đủ, mình phải chuẩn bị thêm một con đường nuôi. Người mau xem kia là cái gì? Không phải là một người sao? Lại còn bị thương nữa, sợ cái gì? Không phải, người xem đằng sau hắn kia là thú triều. Mau chặn tên trước mặt này, đừng để hắn dụ ngoa thú qua đây. Bôn ba suốt hơn 30 dặm, cuối cùng cũng đến rồi. Đâu ra tên điên này vậy, mau giết hắn đi. Tên tiểu tặc Diệp Kình, nhận phần đại lễ này của ta đi. Lên đi, giết hắn, giết. Tại hạ Quan Vân Phàm, ân tình cứu mạng suốt đời không quên, ngày sau chắc chắn là kết cỏ ngậm vành, báo đáp ân công. Cùng nhau đi, ta quyết không bỏ lại huynh đệ của mình đâu. Chúng ta có con rồi. Vợ à, ta đành phải nuốt lời rồi, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ chăm sóc làng trọn đời trọn kiếp. Con trai ta có đại ca dạy dỗ, tu vi nhất định là sẽ ngày đi vạn, ngày đi ngàn dặm. Đại ca, ta đi trước một bước, kiếp sau lại làm huynh đệ. Vũ Quả, chàng thấy gì sao? Mau nhìn kìa, thú triều đến rồi. Tốt quá, nguy cơ của chúng ta đã được giải trừ rồi. Tạc Hoàng, cứu mạng, ta vẫn chưa muốn chết. Đến đi, lũ súc sinh các người, lão tử sẽ giết hết các người. Thật không ngờ ta đường đường là võ vương lại bại vì lũ súc sinh này. Gia chủ, mọi người sắp chống cự không nổi rồi, mau nghĩ cách đi. Thú triều này sao đột nhiên lại tới, làm sao đây? 10 vạn đại quân, nếu toàn quân bị diệt, ta biết ăn nói sao với phụ hoàng đây.
Đại hoàng tử, ngài mau xem. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đến rồi, lão nhị. Ta xem, ngươi bây giờ còn kiêu ngạo được hay không? Tín hiệu của Lý Vũ Quả đến rồi. Các vị tướng sĩ, địch đông ta mỏng, chúng ta phải tạm thời rút lui thôi. Các vị phải tin ta, cứ theo ta, ta tự có cách bảo vệ mọi người. Được, chúng ta nguyện theo đại hoàng tử, ta cũng đồng ý. Ta cũng vậy. Lạp Lan thành chủ, ta là đại hoàng tử Hạo Thiên Quốc, xin hãy mở cổng thành. Chúng ta muốn mượn bảo địa tránh qua tai nạn này. Ta xin hứa, chỉ cần ngươi mở cổng thành, chúng ta sẽ không tiến công nữa. Và góp sức thủ Thiên Lang thành. Đại hoàng tử, ngài thật là ngây thơ. Sao ngài lại tin tưởng đám tặc nhân Thiên Lang thành này? Cứ theo lời ta, trực tiếp dẫn binh giết vào trong. Liều ta sống người chết, biết đâu còn có đường sống. Diệp Quỳnh, ngươi vẫn là cái loại xem mạng người như cỏ rác. Ngươi nhìn xem những tướng sĩ đằng sau ngươi đi. Thân là Diệp thiếu gia gia chủ, sao lại không vì mọi người mà suy xét chứ? Giờ thì 10 vạn đại quân đã toàn quân bị diệt. Lẽ nào kế sách của ngươi chính là để tất cả binh sĩ này chiến tử tại đây hay sao? Lý Vũ Quả, sao ngươi vẫn còn sống? Lẽ nào tất cả đều là âm mưu của Diệp Quỳnh, vì tư thù cá nhân mà hại chúng ta tổn thất nhiều huynh đệ như vậy? Diệp Quỳnh là tên đầu sỏ bày trò, đáng ra người chết phải là hắn. Chúng ta cũng là cha sinh mẹ sinh, dựa vào cái gì mà coi chúng ta như cỏ rác? Phải đấy, không, tất cả đều là Lý Vũ Quả, là hắn. Ta chỉ hy vọng hòa bình phát triển, đôi bên cùng có lợi. Là người tham lam muốn chiếm mỏ khoáng hỏa tinh của chúng ta, dẫn đến tai họa này. Phóng tiễn. Lý Vũ Quả, ngươi định làm gì? Ngươi lợi dụng người lúc khó khăn, sẽ chết không toàn thây đâu. Các tráng sĩ, nghe hiệu lệnh của ta, toàn bộ mau buông bỏ đinh khí, thống nhất tiến vào thành. Chúng ta xuống dưới đó đón họ vào thành. Lũ ngoa thú đó ăn cũng khá rồi, sẽ sớm rút lui thôi. Lần tiến công này vốn dĩ là của 100 năm sau, trước mắt nguy cơ coi như nào được giải trừ rồi. Chỉ là tặc hoàng, chúng ta đã hẹn sẽ cùng nhau uống rượu, sao đệ lại nuốt lời thế? Huynh đệ, chúng ta về nhà thôi. Đây chính là lực lượng từ vực thẳm sao? Con người chỉ như kiến cỏ bị chúng dẫm đạp dưới chân, thật khiến người ta động lòng. Lý Vũ Quả đâu? Cút đi đâu rồi? Thú triều đã rút rồi, sao còn chưa cho bản hoàng tử xuất thành? Các ngươi muốn xuất thành cũng được, nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Ta muốn hắn quỳ trước quan tài của huynh đệ ta dập đầu 3 cái. Lý Vũ Quả, ngươi đừng hiếp người quá đáng. Chỉ dựa vào mấy tên tàn phế đằng sau ngươi, ta hiếp ngươi đấy thì sao nào? Ngươi bảo ngươi quỳ thì quỳ đi, đều tại do chủ ý tồi tàn của ngươi đấy. Vâng, nếu không phải là vì bảo vệ địa vị ở Diệp gia của ta, ta sẽ giết hết tất cả các ngươi. Diệp Quỳnh, ngươi còn dám động đến Thiên Lang thành, ta nhất định là sẽ giết ngươi. Quỳ cũng quỳ rồi, lại cũng lại rồi, chúng ta có thể đi được chưa? Đương nhiên.
Nhị hoàng tử, ngài nghe ta giải thích. Sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ dẫm đạp ngươi dưới chân. Đại hoàng tử, Lý Vũ Quả, bán hoàng tử rất tán dương ngươi. Vậy mà lại có thể nghĩ ra được dụ thảo họa thú triều đến làm kế giữ mạng. Điện hạ khen lầm rồi. Đại hoàng tử sau này tuy thất sủng, nhưng dã tâm cũng không kém nhị hoàng tử chút nào. Nhìn bộ dạng này, chắc hắn là muốn ra tay với mình rồi. Hay là thế này, ta, ngươi, còn có cơ vơ song huynh đệ, ba chúng ta kết bái vườn đào huynh đệ thế nào? Kết bái? Xem ra đại hoàng tử này muốn phát triển thiên đăng thành thành thế lực của mình rồi, sau này đối kháng với nhị hoàng tử. Đồng thời thiên đăng thành có sự hậu thuẫn của đại hoàng tử, sau này cũng sẽ không bị ngũ đại gia tộc uy hiếp nữa. Vừa hay, mình có thể thừa cơ vạch ra âm mưu đằng sau của Tam Vương gia. Đa tạ đại hoàng tử đã xem trọng, Lý Vũ Quả sao có thể từ chối. Ồ, vậy thì tốt lắm. Lý Vũ Quả này thực lực bình thường, nhưng trên người có một cỗ sức mạnh thần bí. Có thể hắn sẽ giúp cho cơ gia ta đứng đầu ngũ đại gia tộc. Chuyện Tạc Hoàng huynh đệ ta biết rồi. Anh ta là một Lam Tử Hán, chỉ bằng chúng ta hãy kết bái trước linh cữu của anh ta, để anh ta chứng giám cho chúng ta. Được. Ta Lạp Lan Quyết. Ta Lý Vũ Quả. Ta Cơ Vô Song. Hôm nay tại đây cùng kết bái huynh đệ kết nghĩa. Dù không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Thiên hoàng tại thượng, hậu thổ nam chứng. Nếu chúng ta có ai phản bội huynh đệ, nguyện chịu ngũ nô đánh chết, hồn bay phách tán không siêu sinh. Tạc Hoàng đệ luốt lời rồi. Đệ từng nói sẽ cùng ta ở thành chủ phủ, ngày uống rượu thâu đêm, sao lại? Sao lại làm đây, không đứng dậy nữa rồi. Vũ Quả đừng uống nữa. Tạc Hoàng đệ ấy sẽ không muốn thấy bộ dạng này của chàng đâu. Tạc Hoàng đều là vì ta mà hy sinh tính mạng. Đệ ấy rõ ràng có thể về nhà cùng thê tử trải qua những ngày bình dị, cùng nhìn con trai của mình từ từ lớn lên. Nếu ta đủ mạnh mẽ, đệ ấy sẽ không cần phải mạo hiểm, đều tại ta. Vũ Quả bao năm qua luôn đối xử không tốt với chàng, lại còn bạo ngược với chàng, nhưng chàng luôn bao dung cho ta. Vì bảo vệ thiên đăng thành, chàng nhận hết những vết nhơ tội lỗi lên người của mình. Nhất thật sự là rất yêu chàng. Mộng Nhi. Vũ Quả chàng. Mộng Nhi, cảm ơn nàng vì chưa từng rời bỏ ta. Đêm nay phu thê chúng ta chính thức động phòng nhé. Cơ gia chủ, ngài đến tìm Vũ Quả sao? Ta đến tìm cô đó. Tìm ta? Ta vừa nhận được tin mẫu thân của cô xảy ra chuyện qua đời rồi. Cái gì? Tư cổ quân vương xảo quyệt. Lần này diện kiến thánh thượng, không biết là xảy ra chuyện gì đây. Bẩm phụ hoàng, nhi thần đã dẫn Lý Vũ Quả đến. Người đâu? Lạp Lan Kiệt. Vâng. Quan đã. Hoàng thượng, thảo dân có thứ muốn dâng lên hoàng thượng. Xin hoàng thượng xem xong rồi quyết định có trị tội thảo dân hay không. Phải đó phụ hoàng, trong chuyện này tất có hiểu lầm. Vậy thì nghe con một lần vậy. Nếu dám lừa ta, lập tức đem ngươi ra ngoài lăng trì. Vâng, hoàng thượng. Đây nè. Bấm hoàng thượng, đây là lễ vật thảo dân dâng lên hoàng thượng. Thiên đăng thành sản xuất hỏa tinh, chí tinh chí thuần, là nguyên liệu thượng đẳng để chế tạo ra các loại khí tài. Quả nhiên là hảo lễ vật. Lý Vũ Quả, ngươi nói xem, muốn ban thưởng gì đây? Thảo dân không cần ban thưởng, chỉ cần hoàng thượng trả lại thanh bạch cho thiên đăng thành. Một hồi sau, hóa ra là vậy.
Xem ra trước đây chấm đã trách nhầm Ái Khanh rồi. Ngươi đã lập công, chấm phong cho ngươi làm Phi Hổ tướng quân, quan phẩm ngũ phẩm, bình thân đi. Lý Vũ quả này lại dám dùng thú triều để diệt sạch 10 vạn đại quân của ta, thủ đoạn hận tuyệt, là kẻ có thể lợi dụng được. Thảo dân không những muốn làm tướng quân, mà còn muốn về hoàng thượng trấn thủ biên cương, dọn dẹp chướng ngại Long Thành. Long Thành? Long Thành đó vô cùng cằn cỗi, dân số ít ỏi, đạo tặc lại nhiều, đến cả hoàng chủ còn chết trong tay của đạo tặc. Lý Vũ quả này rốt cuộc là có ý gì lại muốn đi Long Thành? Bẩm bệ hạ, thảo dân không sợ. Thánh nhân vào là thảo dân nguyện vì hoàng thượng phân lưu giải nan, trừ đạo tặc, giữ sơn hà. Cằn cỗi, Long Thành bảo tàng nhiều không kể xiết. Vâng, giỏi cho trừ đạo tặc, giữ sơn hà, chấm phê chuẩn. Lý Vũ quả nghe lệnh, kể từ hôm nay thành chủ Long Thành chính là người. Tuân mệnh, thần tại chủ Long Ngân. Ta còn có một việc khiến đệ còn vui hơn nữa này. Chuyện vui sao? Tuy nhà đệ đã có thê thất, nhưng nam tử đại hán trượng phu, nữ nhân thì không bao giờ là thừa. Ta có một hoàng muội 14 xuân xanh, chi bằng chúng ta thân càng thân hơn. Đại thái tử này vẫn chưa yên tâm với mình, bảo thân càng thêm thân, thực ra là để giám sát mình. Đau đầu quá, trong nhà còn có ba miệng ăn, ngày ngày đón chờ bón kìa, giờ mà lại thêm một em nữa. Tiêu rồi, hôm nay có hẹn với Tiêm Trần phải về sớm một chút. Mới ngẩn ra một chút đã lạc đường rồi, hoàng cung này lớn quá, mình phải tìm lại ai đó hỏi đường ra thôi. Tiểu Thúy, là ngươi sao? Chết tiệt, chắc không phải là mình đã xông vào chỗ của công chúa hoàng phi nào rồi đấy chứ? Vẫn là chuẩn mau thôi, nếu không thì nước sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Tất cả là hiểu lầm thôi. Tên hạ niu này, bổn công chúa sẽ giết ngươi. Đây là cái gì trông thích quá? Đây là lễ vật thần tặng cho công chúa. Ta rất thích, ngươi tên là gì? Ta là thành chủ của Long Thành Lý Vũ Quả, vừa nãy đã mạo muội rồi. Vậy thì phạt ngươi chơi với ta mấy ngày. Chơi cũng được, chỉ là trước mắt thần có chuyện phải làm, xin đi trước ạ. Ây, Lý ca ca đừng đi, ngươi ở lại chơi với ta đi mà. Cuối cùng cũng thoát rồi, công chúa này ra như đĩa vậy. Hứa rồi đó nha, lần này ta tha cho ngươi, lần sau gặp lại ngươi chuẩn bị cho ta 100 cái đồ chơi. Không thành vấn đề luôn. May mà ta có cách, may mà ta có A Lý Mama. 100 cái trò chơi, 100 cái trò chơi to chỉ là chuyện nhỏ thôi. Vân phủ, đến rồi. Này, ngươi là ai, có biết đây là chỗ nào hay không mà cứ xông thẳng vào như vậy hả? Ta là cô gia của nhà ngươi đây, mau tránh ra. Lại còn cô gia nữa, đến con na hoàn nhà ta còn chẳng thèm ngươi nữa nà. Ngươi đâu, bế thằng này ra ngoài. Ngươi thử xem, ngươi đừng có hỗn xược. Dừng tay. Đồ tồi, sao giờ chàng mới đến? Ta và tỷ tỷ đợi chàng lâu lắm rồi. Vì con chó giữ cửa nào đó ta mới đến trễ thêm vài phút đấy. Tam thúc, Vũ Quả là nam nhân của ta và tỷ tỷ, ngươi không được làm khó chàng ấy. Vâng vâng, là ta mắt chó không nhận ra cô ra, ta sai rồi. Chúng ta là chủ không so đo với chó giữ cửa. Tỷ tỷ nàng đang đợi, vào trong thôi. Tiểu tế Lý Vũ Quả, hôm nay đến tận hiến nhạc mẫu. Nhạc mẫu yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Tiêm Trần và Nguyệt Trần. Vũ Quả, sao vậy? Nàng tin ta không? Chàng phát hiện ra gì rồi sao? Mẫu thân nàng xương đồng ngực lát hoàn toàn, không phải bệnh chết mà là bị người ta hại chết đó. Tiểu tử này lại dám báng bổ thi tế tàu tẩu. Người kích động như vậy, chẳng lẽ người là do người hại? Người nói bậy bạ gì đó? Tiểu tử, ai cho ngươi cái ná gan báng bổ thi thể phu nhân của ta?
còn vu cáo huynh đệ ta. Lý Vũ quả giờ đã được phong là Phi Hổ tướng quân, thật là càng lúc càng ngông cuồng. Vậy thì mọi người căng mắt ra mà nhìn cho kỹ nhé. Nhạc Mẫu đại nhân đắc tội rồi, tiểu tử ngươi dám. Nhìn đi. Trời ơi, sao lại có thể? Xương ngực phu nhân ta bị vỡ nát mà chết thật. Không đúng, người vợ đã khuất của mình bị người ta ám hại, lẽ ra phải phẫn nộ tột đỉnh mới đúng. Sao phản ứng của Ân Hà lại điềm tĩnh như vậy? Đây là Thạch Ninh Phấn, Huyết Sâm, Sơn Tuyền Ninh Dịch, Vũ Quả, chẳng biết là kẻ nào làm không? Ba loại dược trộn với nhau sẽ có tác dụng như thuốc mê. Hung thủ đã lợi dụng lúc Nhạc Mẫu đại nhân hôn mê đánh một kích chí mạng. Cho nên đây chính là lý do tại sao sắc mặt của Nhạc phu nhân vẫn giãn ra dù bị người ta đánh nát xương ngực. Oan oan uổng quá. Không phải, không phải ta, lão Lô không có hạ độc phu nhân. Không phải người thì còn ai chứ? Tẩu tẩu ngày thường do ngươi kẻ cận hầu hạ, mấy thuốc bổ này cũng là do ngươi nấu cho tẩu tẩu uống, còn dám giảo biện. Mà ta võ công cũng chẳng có, sao lại có thể là hung thủ? Ta thấy ngươi chính là giết người diệt khẩu. Tam thúc, Vũ Quả mạo phạm đến thúc, mong thúc không để ý. Nhưng Vũ Quả vừa nói cũng rất có lý, mời tam thúc hãy giải thích. Giải thích bà lỗi người. Hắn chính là vì bực tức hồi nãy ta ở trước cửa chặn hắn ta lại, nhân cơ hội này phục thù dìm ta xuống, dìm ta xuống bãi nước giờ. Nhà phụ, người làm gì vậy? Trước kia tam đại đã từng quấy rối phu nhân, bị ta giáo huấn một trận rồi. Bây giờ lại lợi dụng hạ nhân để đánh thuốc mê phu nhân, lại còn giết người diệt khẩu. Loại người này chết cũng còn nhẹ. Chân tướng đã rõ ràng rồi, mau dọn dẹp cái mớ hỗn độn này đi. Đợi chút, chân người của Vân Tam gia còn có thứ gì? Vũ Quả, đây nè. Đây là phương thuốc hại chết mẫu thân muội, do lão tôn đầu thành tây kê đơn. Nhà phụ, tụi con phải đi, lão tôn đầu điều tra một chút, lỡ như hung thủ vẫn còn đồng bọn thì sao? Các ngươi đi đi, ta ở lại đây yên tĩnh một lát. Tiệm dược. Đây là tiệm dược của lão tôn đầu, nơi này thật khó tìm đấy. Có phát hiện gì ở đây hay không? Xem ra có người đã đến trước chúng ta một bước, lão tôn đầu đã bị sát hại rồi. Chàng mau xem, trong phòng còn có người. Cô ngốc này chắc là vợ của lão tôn đầu, vì ngốc nghếch nên mới giữ được mạng. Tiếc là chúng ta không thể hỏi được cái gì từ miệng cô ấy. Nếu chúng ta chữa khỏi bệnh ngốc của cô ấy, chẳng phải sẽ biết hung thủ thật sự là ai rồi sao? Nè, vợ của lão tôn đầu đang nằm ở phòng phía tây rồi. Đợi bà ấy tỉnh lại thì ta sẽ biết được hung thủ thật sự là ai rồi. Đợi người đâu rồi? Hắn chính là hung thủ giết hại phu nhân. Sao lại có thể? Đó là gia chủ mà. Lý Vũ Quả này đang nói bậy gì vậy? Để ta vạch mặt ngươi ra. Võ vương nhỏ bé cũng dám hỗn xược trước mặt của ta, đúng là tìm chết. Khôi lỗi của ngươi cũng không tệ, chỉ tiếc là còn kém một chút. Không tự lượng sức. Vũ Quả, chứng thối. Tiểu tử, ăn một trường của võ tông ta, cho dù có may mắn sống cũng là phế nhân tu vi mất hết, phải không? Không thể nào, sao ngươi vẫn còn đứng được?
đường đường là tông sư cũng chỉ có vậy. Khó lắm mới có bảo giáp xuân ca, ăn trưởng này coi như là phế rồi. Ngươi, ta sẽ giết hết tất cả các ngươi. Tiêm Trần, Ồ, mấy đứa lúp lùm ở Vân Gia lại không ít nhỉ? Vân Hà, một tên võ tông, cũng chân trong tay ta. Ngươi tưởng đám phi ương tiêu lôm côm này có thể nhốt được ta hay sao? Vân Gia và ngươi không thù không oán, tại sao ngươi lại làm vậy? Cha ngươi là kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc, nhốt một vị phu nhân dung mạo như hoa ở nhà, ngày ngày ở ngoài nuôi chuyện chính sự, cho nên ta chỉ thay hắn ta ngày ngày hưởng thụ thôi mà. Còn về mẹ ngươi thì có thể trách bà ta biết được bí mật của ta, còn một lòng muốn vạch trần ta, ta đành phải giết bà ta thôi. Nếu không phải là đang mang thân phận phụ thân của các người, ta thật sự muốn chiếm luôn 2 tỷ muội các người. Hai tay, hai súng chắc là sướng lắm. Người là tên khốn nạn Nguyệt Trần, cứ giao hết cho ta. Chỉ dựa vào người, cái đồng rách này ta chỉ cần một kích là vỡ nát. Phi ương tiêu không nhốt được người, nhưng nó có thể. Tiểu tử thối, ngươi dám ám toán ta? Thứ này lại có thể xuyên qua cương khí hộ thể của ta. Rốt cuộc đây là thứ gì? Ngực của ta dường như đang bị thiêu đốt, xem ra ta chịu không nổi rồi. Lúc ngươi cưỡng đoạt sinh mạng của người khác, tàn sát Vân phu nhân, chắc cũng đã từng nghĩ đến kết cục thế này. Không, ngươi không nên giết ta. Ta biết bí mật của ngũ đại gia tộc, ta có thể giúp ngươi báo thù. Giết ta đồng nghĩa với giúp kẻ giết phụ thân của ngươi. Nếu không phải Vân gia liên hợp, phụ thân của ngươi cũng sẽ không chết. Những việc bẩn thỉu ngũ đại gia tộc và tam phương gia làm, ta hiểu rõ hơn ngươi nhiều. Ngươi bất phí nào đi. May mà có nhiều phi ương tiêu ở đây, nếu không kiếm hoàn bạo phát sẽ lổ tan ra khắp xung quanh mất. Mau xem đây là gì. Là một thi thể, xem ra cũng đã chết vài năm rồi. Vết bớt đó, đây là cha, đó là vết bớt lúc nhỏ cha nấu thuốc cho ta bị phỏng. Cha, đừng khóc, hai nàng còn có ta. Ta sẽ luôn ở bên chăm sóc cho hai nàng mà. Hướng phải biến cố này, cũng không biết là Tiêm Trần có sang hay không. Tiêm Trần, ăn cơm thôi. Tiêm Trần, vào đi. Hai nàng, sao vậy? Không phải đã hứa sẽ cùng khóc cùng trò chuyện với bọn thiếp hay sao? Không phải, ý ta không phải vậy. Ý ta là hai nàng. Chứng thối à? Chàng hôm nay sao cứ ấp á ấp úng như thế? Qua đây cho ta. Thế chàng không nghĩ đến chuyện khác à? Khác à? Hai nàng có đó hay không? Cơm nấu xong rồi, ta đến gọi hai nàng đi ăn cơm. Hai cô nàng này hôm nay nạ quá. Cũng có thể là mình nghĩ nhiều rồi. Mấy em nói chỉ là cần ai đó ở bên mà thôi. Đói chứ? Tất nhiên là tụi thiếp đói rồi, cho lên. Hai nàng chẳng lẽ nào định thiếp là nữ nhi Vân gia, giờ thì phụ mẫu không còn rồi, thiếp phải ở lại Vân gia dẫn dắt Vân gia trùng hưng phục dậy. Vũ quả, thiếp yêu chàng, thiếp thật sự muốn bỏ hết tất cả cùng chàng đi tới trận chân trời góc biển, nhưng thiếp không thể. Chứng thối, thiếp thật sự không nỡ xa chàng, nhưng thiếp phải giúp tỷ tỷ. Chàng mà quên thiếp là chết với thiếp đó. Tỷ tỷ, tỷ đành lòng từ bỏ cơ hội cao chạy xa bay cùng với chứng thối hay sao? Tự khóa mình ở lại nơi này, không nỡ sao ta lại đành lòng cơ chứ? Làm người ở đời sao có thể chỉ dựa vào lỡ hay là không nỡ mà hành sự?
Vân gia nuôi dưỡng ta mười mấy năm, bây giờ Vân gia cần ta, ta phải. Đời này có thể gặp được Vũ Quả, ta đã mãn nguyện rồi. Chỉ trong tim chàng ấy, ta có thể chiếm một phần nho nhỏ, càng huống hồ. Người còn sống thì vẫn còn hy vọng mà, không phải hay sao? Muội hiểu rồi, tỷ tỷ, muội sẽ luôn ở bên tỷ mà. Tối qua không phải ta ngủ bên phòng Tiêm Trần hay sao? Sao lại ngồi đây rồi? Ngươi đem ta đi đâu vậy? Tiêm Trần đâu? Cô già, ngài dậy rồi à? Tiểu thư bảo tôi đưa ngài về Thiên Lang Thành, phải rồi. Tiểu thư còn để lại cho ngài một bức thư đó. Để ở trong xe, ngài mau xem đi. Vũ Quả, xin lỗi. Tiếp vào muội muội quyết định ở lại Vân gia, giúp Vân gia tái khởi lấy lại uy danh ngày nào. Chỉ là hẹn nước tại Thiên Võ Học Viện, chúng ta không thể thực hiện rồi, thiếp xin lỗi. Chàng cứ về trước đi, không cần đợi chúng ta. Có thể sau này tụi thiếp nói xong việc ở kinh thành rồi sẽ đến Long Thành tìm chàng. Tiêm Trần, ta hiểu nàng. Ta cũng tin rằng nàng có thể giúp Vân gia tái khởi về lại đỉnh phong. Đợi ta nhé, ta sẽ trở về. Vì đại nạn 10 năm, cũng vì làng vàng Nguyệt Trần. Đại thúc, thúc giúp ta gửi một bức thư đến Thiên Lang Thành, bảo phu nhân của ta cứ trực tiếp dẫn quân xuất phát, đến đó tụ họp với ta. Sao vậy, chúng ta không đi Thiên Lang Thành nữa hay sao? Đúng, chúng ta sẽ đi Long Thành. Mình phải tranh thủ thời gian xử lý những chuyện còn lại. Ở đâu ra thằng ăn xin này thế? Thôi chết đi được, mau cút đi. Người, nếu không phải là tại mình ở Diệp gia bị mất uy tín, Vân gia lại cất lực bài trừ ta, sao ta lại có thể tàn tạ tới mức này cơ chứ? Mau nhìn kìa, một tên ăn mày còn định động thủ với ta. Hắn mà dám động tới ta, ta sẽ đạp cho một cái lăn ra đường luôn. Nếu không phải là vì sợ người của Ngũ đại gia tộc phát hiện, ngươi sớm đã bay đầu rồi. Mình phải tìm cho ra người đó. Bây giờ chỉ có hắn mới có thể giúp mình đông sơn tái khởi, giúp mình báo thù. Đến rồi. Yo, đâu ra một tiểu ca ca vậy? Đẹp trai đồng lộn luôn hả? Ta đến tìm Tà Hoàng đại nhân. Tiểu ca ca thật biết nói đùa, chỗ chúng tôi sao lại có bánh bao gạch cua được chứ? Tà Hoàng và bánh bao gạch cua phát âm giống nhau. Bánh bao gạch cua là cái con khỉ gì? Lão tử muốn tìm Tà Hoàng trong hoàng cấp thập liệt. Người bình thường ở trong thiên hạ, kẻ có thể biết chỗ của ta ở không nhiều. Cho nên ngươi không phải là người bình thường. Diệp gia thiếu chủ Diệp Quỳnh bái kiến Tà Hoàng tiền bối, mong tiền bối truyền thụ cho ta đoạt xá chi thuật. Nếu ta luyện thành công, ngày sau sẽ nhất định là theo mệnh lệnh của Tà Hoàng đại nhân. Đây, hóa ra là Diệp gia thiếu chủ. Đoạt xá chi thuật thôi mà, ngươi lại đây. Đa tạ tiền bối. Thân thể của ngươi, lão phu lấy luôn nha. Người, lão phu đang sầu vì tìm không ra nhục thể tươi sống thích hợp để đoạt xá, không ngờ ngươi lại tự dâng đến tận cửa. Ngươi bỏ ta ra, ta có thể cho ngươi thân thể tốt hơn để đoạt xá. Không, ta không thể chết, ta còn chưa được đoạt được giang sơn, ta còn chưa phục thù Lý Vũ Quả, ta còn quá nhiều việc chưa hoàn thành, ta tuyệt đối là không thể chết. Sắp rồi, thân thể của ngươi sẽ là của ta. Phàm nhân, bổn tôn là Thâm Nguyên Cự Khẩu, thích nhất là nhân loại tham lam. Tham vọng ngươi đủ lớn, bổn tôn rất là thích ngươi. Đây là... Không. Để bổn tôn trở thành huyết mạch của ngươi, bổn tôn không chỉ để ngươi sống tiếp, còn có thể giúp ngươi báo thù giết Lý Vũ Quả kia. Ngươi có thể cho ta sức mạnh cường đại thật sao? Đương nhiên, ta còn có thể để ngươi cầm đầu thiên hạ, khiến người trong thiên hạ phải quỳ xuống dưới chân của ngươi. Được. Kể từ hôm nay, thân thể của ta chính là thân thể của ngươi, nhưng sức mạnh của ngươi cũng là sức mạnh của ta. Chốt đơn. Chuyện gì thế này? Thâm Nguyên Cự Khẩu, ngươi không phải là huyết mạch của ta hay sao? Tham vọng của ngươi không đủ lớn, ta không cần nữa. Không thể nào như vậy được. Ta là Tà Hoàng, ta mới là kẻ đi đoạt xá vạn vật. Dám đoạt xá lão tử, đi chết đi. Trong thân thể tiểu ca ca có một cỗ sức mạnh thật là cường đại. Bây giờ ở đây có bánh bao gạch cua chưa? Có ạ. Ồ, vậy sao? Nếu nàng có thích cỗ sức mạnh này không,
Cống Đông Thành. Trước thành chủ Thiên Đăng Thành này bàn giao làm xong rồi chứ? Làm xong rồi, triều đình phái đặng đại nhân tới. Người này trông cũng hiền lành, bách tính Thiên Đăng Thành chắc có thể hưởng những ngày thái bình từ giờ rồi. Nàng từ Thiên Đăng Thành xa xôi tới đây vất vả rồi. Không sao mà, kiếp không vất vả đâu. Đã điều tra rõ rồi, cổng thành có người thu phí bảo hộ. Hay à, đã quá. Kẻ đầu sỏ thu phí bảo hộ và Vương Lão Ngũ vào thành bắt buộc là phải đóng tiền. Quần áo lượt thu nhiều hơn một chút, rách dưới thì thu ít hơn một chút. Nhưng không nộp tiền thì đừng hòng vào thành. Để chúng ta đi gặp Vương Lão Ngũ. Người 1.200 ngân lượng. 1.200 ngân lượng đủ để nuôi ăn nuôi mặc một nhà 10 người sống an nhàn cả đời. Ngươi lại mở mồm ra nói dễ dàng đến thế. Còn ngươi nữa, nếu còn nhìn nữa, ta móc mắt hai mắt chó của ngươi ra đấy. Tiểu tử, lão tử thích nữ nhân này, là phúc của cô ta. Nếu ngươi không thể nộp tiền, có thể đặt tạm cô ta ở chỗ bọn ta. Đợi ngươi có tiền rồi, quay lại chuộc người cũng được mà. Ta thấy ngươi là chán sống rồi nhỉ? Đau chết ta rồi, mau mau giết hắn cho ta. Mấy thằng nhãi con, dừng tay cả cho ta. Hắn chính là Vương Lão Ngũ, là đầu sổ đạo tặc ở đây. Nghe nói thành chủ tiền nhiệm là bị hắn giết chết đó. Lão đại chúng ta đến rồi. Ngài là luyện khí cảnh cường giả, các ngươi chết chắc rồi. Không phải ta từng nói rồi sao? Bái Liêm là tiếp đón mỹ nhân tỷ tỷ đến. Quay lời của ta như gió thẳng bên tai hay sao? Nhưng tên nam nhân này ăn mặc sang chảnh, lại không chịu nộp tiền. Mỹ nhân tỷ tỷ có thể vào luôn. Ngươi không nộp tiền thì đừng hòng vào. Hôm nay tới đây thôi, đóng cửa thành. Không cho chúng ta vào thành. Ngươi biết huynh ấy là ai hay không? Không sao, không vào được thì tối vào. Một nữ nhân mỏng manh vào thành, bọn chúng sẽ không phòng bị nhiều đâu. Cũng tiện cho chúng ta thu thập tin tức của thành Long Thành. Hai người sớm đã tính kế rồi sao? Đi thôi, trong ứng ngoại hợp, chúng ta còn có chuyện phải làm đó. Lão đại, đây là Mộng Nhi tỷ hay sao? Là cái đầu đệ, chỉ dựa vào ba công phu mè cào của Vương Lão Ngũ đó, đến cả cánh tay Mộng Nhi cũng chạm vào không được. Chạm rồi, nhìn kìa. Không, chắc chắn là hai ta nhìn nhầm rồi. Mộng Nhi một lòng một dạ với ta. Cái đậu xanh rau má vương chứng thối, lại dám động tới vợ của ta. Uầy. Ta đánh chết người cái tên dâm tặc này. Dừng tay, nàng còn bảo ta dừng tay với tên gian phu này sao? Ủa, sao mềm vậy? Lữ à, con ma háo sắc nhà ngươi. Cho nên Vương Lão Ngũ không những là nữ, mà còn là một hiệp đạo, chuyên cướp của nhà giàu chia cho người nghèo. Phải đó, ông thanh chỉ là giả bộ như vậy thôi. Bọn họ không thu tiền của bách tính. Hành chủ tiền nhiệm là vì cưỡng hiếp dân nữ, cho nên mới bị Vương Lão Ngũ giết. Hồi nãy cô chỉ muốn học thiếp làm sao để trang điểm mà thôi. Hóa ra là vậy. Ngũ muội, chàng ấy tên là Lý Vũ Quả, là tân nhiệm thành chủ của Long Thành. Lão Ngũ bái kiến thành chủ. Vừa nãy Lão Ngũ đã đường đột rồi, không sao. Chúng ta là không đánh không quen biết. Tính khí của chị ta rất là thích. Sau này chị sẽ là đại tỷ của ta. Nhưng mà Lý đại ca muội mới 18 tuổi thôi. Vương muội muội, ca ca có chuyện nhờ muội. Lão đại, tài bảo của Long Thành đều giấu ở nơi thế này sao? Nơi này là lăng mộ của Thái sư Tiền Triều, Thiết Sơn Kháo. Đồ bồi táng bên trong giá trị niên thành. Nơi này thật là quỷ dị. Để cẩn thận một chút, nếu chạm nhầm cơ quan nào đó của lăng mộ thì chúng ta tiêu đời đó. Chỗ này khắp nơi đều là dây xích. Mẹ nào, nào để chân nắp tà vật gì hay sao? Không ngờ là Hạo Thiên Thần Tông khởi binh mưu phản. Lịch sử quả nhiên là đều là do kẻ thắng viết nên.
Không ổn rồi, lão đại, ta không có làm cái gì hết à. Đừng nói là bên trong có xác ướp bò ra nha. Ngủ lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng đợi được ngươi rồi, U Minh Chi Nhãn. Ôi mẹ ơi, có quỷ. Lão đại, đây là thứ quái quỷ gì vậy? Khí tức này sao giống như là thiên thủ chi ma quái? Thế gian này có thất đại sứ ma, trước mặt ngươi là sứ ma đại diện cho sự đố kỵ, U Minh Chi Nhãn. Chết tiệt, ngươi lại xuất hiện rồi sao? Con mắt của nó có thể thao túng tâm thần, ngươi phải cẩn thận. Ta cũng không hy vọng thân xác của ngươi bị nó đoạt xá mất. Quả là một trái tim ngập tràn sự đố kỵ. Giao thân thể của ngươi cho ta. Suy nghĩ viển vông. Vậy là giải quyết xong rồi sao? Gì mà dễ thế? Ôi yeah, lão đại nợ hại quá. Cẩn thận một chút, ma sứ chúng ta sẽ không chết đâu. Mày chỉ khiến đệ cẩn thận. Yên tâm đi lão đại. Bạch Chỉ Phiến. Trong cơ thể Bạch Chỉ Phiến không phát hiện ra điều gì dị thường, cũng không biết là U Minh Chi Nhãn sẽ tạo ra ảnh hưởng gì với cậu ấy. Bạch Chỉ Phiến, đệ cảm thấy sao rồi? Có còn nhận ra ta là ai không? Lão đại, huynh nói gì thế? Sao ta lại không nhận ra huynh được? Ừ, không phải ta vừa rồi bị thương hay sao? Sao vết thương không thấy đâu nữa rồi? Đệ bị U Minh Chi Nhãn công kích, nhưng ta đã kiểm tra cơ thể cổ đệ rồi, không có vấn đề gì cả, có thể gian tiếp bình thường. Xem ra Bạch Chỉ Phiến vẫn chưa bị U Minh Chi Nhãn khống chế tâm trí, tạm thời chắc vẫn an toàn. Nếu đệ cảm thấy có gì đó không ổn, nhất định là phải báo cho ta kịp thời đó. Được rồi được rồi, lão đại về nghỉ trước đi. Vũ quả, đây là bảo vật chàng lấy được ở chuyến này hay sao? Thiết Thái Sư lúc rời khỏi nhân thế đã đem tài bảo của cả vương quốc Cẩm Tú đem giấu đi. Đây chính là bản đồ kho báu đó. Cả một vương quốc, tin tức này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Nếu không, Long Thành chắc chắn là sẽ gặp họa diệt tận. Cho lên, ta định đem nó giao cho làng bảo quản. Cho thiếp. Nàng là người ta tin tưởng nhất ở thế giới này rồi. Vũ quả, phải rồi, thần khư thí luyện sắp bắt đầu rồi, chàng định khi nào xuất phát? Đương nhiên là ăn no ngủ kỹ mới đi rồi. Lý Vũ Quả, bản công chúa cuối cùng cũng tóm được ngươi rồi. Cái quần què gì vậy? Sao cô ta lại đến đây? Vũ Quả, chàng biết Thái Bình sao? Con nha đầu này lại là Thái Bình công chúa, em gái của đại hoàng tử mình tiêu rồi. Ây, ngoài ý muốn. Cái gì? Nén xem bổn công chúa tắm rồi còn không chịu trách nhiệm hay sao? Ngươi còn nợ ta 100 cái đồ chơi. Đồ chơi có đây. Một con gấu bông, sao đủ bồi thường cho bổn công chúa? Chí ít là cũng phải 1000 con. Tham lam đây, đây. Nhìn trộm, tắm. Lý Vũ Quả, bà xã, nàng nghe ta giải thích. Hiểu lầm à? Đại ca, Tiêm Trần Tỷ và Nguyệt Trần Tỷ không ở đây, lúc ta nhân lực không đủ đó. Vậy thì chúng ta đi tìm đồng đội thích hợp trước. Được rồi lão đại, trong lòng em đã có một người rồi, cũng không biết là bây giờ các con vợ ra sao rồi. Huynh đệ. Ủa, ngươi là ai? Là ta nè huynh đệ. Là Hoái huynh đây, lâu rồi không gặp. Sao huynh cũng đến Giang Đô rồi? Ta đến để cảm ơn đệ, nếu không có đệ, ta vẫn đang bị trùng hoàng khống chế. Từ nay về sau, thập phương thông hành ta, nguyện làm trâu làm ngựa, tùy huynh đệ sai khiến. Ây, mình là huynh đệ mà, làm trâu làm ngựa thì miễn đề chi bằng. Thiên Võ Học Viện. Giờ thì đủ người rồi, có thập phương thông hành và Nhất Tiểu Thiến, hai võ hoàng ở đây, lần này thí luyện chắc chắn là bớt khó khăn đi nhiều rồi. Bạch Chỉ Phiến, đệ qua đây một chút. Sao đệ cưa được Hồ Mi Nhi rồi? Mi Nhi không phải thích một sư huynh hay sao? Ta cho cô ấy xem,
chứng cứ sư huynh đó chưa hoa kẹo bướm, Mi Nhi đã hồi tâm chuyển ý rồi. Nói đi nói lại, các ngươi biết tin đại thiếu gia Diệp gia tự sát hay chưa? Diệp gia chắc không phải là Diệp Quỳnh chứ? Hình như tên Diệp Quỳnh gì đó thật, cũng là đệ tử Thiên Võ học viện các ngươi đó. Ta cũng nghe qua Diệp Quỳnh đó không biết vì sao nhảy sông tự vẫn rồi. Không đúng, chết rồi thì sao hào quang vẫn còn? Đội các ngươi còn thiếu người không? Có thể cho ta gia nhập hay không? Nào đây, ta sao phải cho tên na địch bất minh này đi cùng vậy? Thì dựa vào hắn là thượng vị võ vương, thêm người thêm phần chiến lược mà. Chỉ là người này cứ khiến cho mình có cảm giác quen thuộc. Các vị học viên, các vị sắp đến địa điểm thần khư thí luyện rồi. Học viên đã được yêu thú truyền thừa lần này có thể tùy ý lựa chọn một bộ công pháp và bảo vật trong tàng bảo các làm phần thưởng. Phần thí luyện này mọi người phải vũ quả. Có chuyện này ta nghĩ cần phải nói cho ngươi biết, Linh Hoàng tiền bối. Lúc nãy họp ba viện trưởng từng nói sẽ gạch tên ngươi. Diệp Quỳnh là đệ tử đắc ký của ông ta, hắn có kết cục thê thảm như vậy, viện trưởng sớm đã nhìn ngươi không thuận mắt rồi. Ta biết rồi, đa tạ Linh Hoàng tiền bối đã nhắc nhở. Thí luyện phải đợi trời sáng mới chính thức bắt đầu. Đêm nay chúng ta sẽ ở đây cắm trại. Nhưng lều này hơi nhỏ không đủ. Hồ Mini và Bạch Chỉ Phiến ở cùng nhau nhé. Đa tạ não đại. Nè, nghĩ lúc đầu ta cũng là từ ven biển mà lớn lên, thật là hoài niệm. Phải rồi Thập Phương huynh, có muốn ta xuống dưới biển tầm bảo hay không? Tầm bảo quanh đây thì có bảo tàng gì chứ? Ta từng nghe nói ở gần đây, ở gần thần thức, gần thần khư đảo có một thuyền đắm. Khải Giáp huynh có muốn đi cùng hay không? Các ngươi đi đi, ta ở đây được rồi. Ôi, có phá vân khí công thật là tuyệt. Đến rồi. Thập Phương huynh, huynh từng nghe qua hải tặc Tư Phạ La hay chưa? Người này cai trị thiên hạ bốn biển, nhưng 30 năm trước đột nhiên mất tích. Ý của ngươi là chiếc thuyền đắm này là của Tư Phạ La? Rất có thể. Ngoài hải tặc Tư Phạ La, tôi nghĩ không có người thứ hai có thể tạo ra được một chiếc thuyền như thế này. Mấy thi thể này toàn không đầu vậy, ở đây có gì đó sai sai, vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đầu của mấy thi thể kia đều nằm ở đây cả. Chúng ta lấy được bảo vật rồi thì mau rời khỏi đây đi, nơi này quá là dị thường. Chết tiệt, lúc cũng kỹ thật. May mà có huynh ở đây, nếu không thì ta thảm rồi. Chuyện nhỏ ấy mà. Để mau qua đây xem này. Kỳ quá thật đó, chỉ có đỏ vậy, chỉ có vỏ đao, không ngờ lại là Nhật Nguyệt đao của phụ thân. Theo nàng chủ nói, Nhật Nguyệt đao chắc chắn là phải giấu ở trong Thiên Võ học viện chứ. Vỏ đao xuất hiện ở đây, lẽ nào Nhật Nguyệt đao nằm ở trong thần khư thí luyện? Cổng thần khư thí luyện. Vũ quả sư huynh, Lam Quốc Vu tộc, Vu Man Nhi, cô nà. Lão đại, đây là Vu Man Nhi, công chúa Lam Quốc. Xem ra cốt truyện của thế giới này đã thay đổi triệt để rồi. Đến cả Vu Man Nhi mấy năm sau bây giờ cũng đã xuất hiện trước rồi. Ta là Vu Man Nhi, nghe nói huynh rất lợi hại, chúng ta đi cùng nhau nhé. Được thôi, cổng thần khư đã mở rồi, sống chết có số, phú quý do trời. Nếu sợ hãi, bây giờ có thể rời khỏi. Sau khi tiến vào cổng sẽ đóng lại, một tháng sau mới mở ra. Trời cũng tối rồi, chúng ta ở đây nghỉ ngơi đêm nay. Tối nay ta gác đêm cho. Vất vả rồi, não đại. Truyền thừa yêu thú, chắc là ở chính giữa thần khư đảo. Chỉ là không biết sẽ lại gặp phải yêu thú trấn thủ gì đây. What the hell? Nếu ta nói đây là ngoài ý muốn, cô có tin không? Không hổ là não đại nha,
nhanh như vậy đã ra tay với Vũ Man Nhi rồi. Đi đi, đại đường nói bậy bạ. Nhưng mà quả mông đó cũng khá là căng tròn nha, bóp bóp chắc là sướng tay lắm. Mau chạy đi, quái vật gì thế này, khó quá rồi. Lão đại, không phải là bọn họ đụng chúng yêu thú cấp võ tông đấy chứ? Đi, chúng ta đi xem thử. Để ta dùng thử bảo đao mới có được hay không nào. Không được rồi, đỡ không nổi rồi. Ồ, wow, ngầu quá đi. Sao trên người tên này lại có mùi hương quen thuộc thế nhỉ? Giải quyết thứ này trước rồi tính. Cảm ơn nhé. Chỗ này chắc là một trận pháp, phải tìm ra trận nhãn. Ngươi đi tìm trận nhãn, chỗ này giao cho ta. Thế thì giao cho ngươi. Vậy thiết đại ca, chúng ta đến đây. Băm vằm lũ cục đá này đi. Chết hết cho ta. Các người nếm thử uy lực của bảo khí đan. Mọi người cẩn thận, ta đi phá trận. Thiên nhãn thông. Linh khí bạo động ở đây dị thường, trận nhãn nhất định ở đó. Chính là ở đây. Không ngờ, đây lại là Khô Lỗi Sư, đỉnh đỉnh đại danh Lý Khôi. Đây lại là Khô Lỗi Mật Ngữ, lúc đầu bao vây yêu thú võ tông. Lý Khôi tự sáng tạo ra nguyên tố Khô Lỗi, chấn kinh thế nhân. Tuy nhiên, ông ấy đã mất tích sau khi kết thúc bao vây. Cách chế tạo Khô Lỗi nguyên tố cũng thất truyền theo. Không ngờ ông ta lại chết ở đây. Có rồi. Phá. Chuyện gì vậy? Chắc là lão đại phá được trận rồi. Qua cửa này, cách yêu thú truyền thừa cũng không còn xa rồi. Lý Vũ quả này, từ đó tới giờ vẫn cứ chào hỏi như không có gì với mình. Cũng không biết là tìm mình nói lại vài lời ngọt, nói vài lời ngon ngọt dỗ mình vui. Hai người này đêm hôm khuya khoắt, đúng thật là vô liêm sỉ, mạnh nữa nên. Công tử, Lý Vũ quả đó đã sắp coi ngài như là huynh đệ rồi, ngài định khi nào ra tay với hắn? Sắp rồi, ta sẽ giết hắn nhanh thôi. Giết hắn? Không được, mình phải mau chóng đi báo cho Lý Vũ quả. Làm tốt lắm. Vậy thì để nhiếp hồn châm tặng cho Lý Vũ quả một món đại lễ đi. Vâng, công tử. Đúng là làm bừa vào khí đan có thể tùy tiện uống như vậy sao? Không sao đâu lão đại, cũng chỉ là trong 7 ngày không dùng võ được mà thôi. Huynh bảo kê bọn ta là được mà. Mọi người đều là huynh đệ, có gì đâu. Còn lại dựa vào đệ cả đó. Thật là bó tay với hai người. Tôi ra ngoài xem một chút. Người đâu? Lý Vũ Quả. Cái đồ ra. Vu Man Nhi, sao cô lại ở đây? Cô đây nè. Là ép tôi phải nhìn nó. Là cô tự chủ động đó. Vừa nãy có người ở đây thần thần bí bí, mọi người lục soát kỹ vào, đừng để hắn hại công chúa. Không được,
bị họ nhìn thấy thì nước sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Lý Vũ Quả cởi đồ đi, không được mau chạy thôi. Thật là to gan lại dám sỉ nhục công chúa. Khoan đã, ta cũng thấy bóng kẻ khả nghi mới đuổi đến đây. Chuyện này không phải ta làm, ta thấy rõ ràng là ngươi làm. Giết ta thì dễ, nhưng nếu làm công chúa tỉnh lại, chứng minh không phải do ta làm, tội vu cáo này các ngươi gánh nổi hay không? Xem ra bất luận ta giải thích thế nào cũng không có ai tin ta. Người đâu bắt Lý Vũ Quả lại. Khoan đã, không phải do hắn làm, đợi công chúa các ngươi tỉnh lại sẽ rõ thôi. Bây giờ nếu bắt nhầm, các ngươi đừng hòng rời khỏi đảo này. Nếu vậy thì nghe vị đại ca này vậy, đợi công chúa tỉnh lại rồi nói. Đa tạ lão huynh hai lần rồi. Không có gì. Vu Man Nhi hai mắt vô thần, rất rõ ràng là bị người ta khống chế. Thiên Nhãn Thông, Vũ Quả đại ca, không xong rồi, tên mặc giáp đó muốn hại huynh. Tên mặc giáp? Đúng, đã đụng phải hắn cùng một cô gái giao hợp trùng trong rừng. Có nói cái gì mà giết huynh rồi đó, sau đó thì ta bị đánh ngất đi. Không thể nào, hôm nay cứu ta hai lần, nếu thật muốn giết ta, hôm nay lúc đánh với thành nhân có thể ra tay rồi. Là thật đó, ta không có nửa huynh. Lẽ nào tất cả đều là âm mưu do tên mặc áo giáp đó bày ra? Nếu mình hiểu lầm thì phải làm sao? Ô tiếp tục giả ngất, tương kế tự kế trước đã. Ta nghe huynh. Nếu là như vậy, thật thì ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Chiến Thần Sơn, sau khi hôm qua phá trận, trên đỉnh núi của Chiến Thần Sơn liền có luồng ánh sáng thông thiên vân tiêu. Xem ra yêu đan ở bên đó rồi. Ta neo hết nổi rồi lão đại ơi, tác dụng phụ của bạo khí đan quá lớn. Vũ Quả huynh đệ đã đi trước đi, ta và Bạch huynh đệ chút nữa sẽ theo sau. Được, hai người nghỉ ngơi chút đi, ta đi lên trước đó xem thử. Xem ra mình bắt buộc phải kích sát con thương long này, nếu không thì sẽ chết trong huyễn cảnh này. Lão Thiết, chúng ta phải giết con rồng này mới có thể thắng. Lão Thiết, ta đi thu hút hỏa lực, ngươi nhân cơ hội này tìm ra điểm yếu của nó. Lão Thiết, mau. Lão Thiết, đây là bảo bối lúc nãy rơi ra từ thân con rồng đó. Cho người, cho người. Lý Vũ Quả, Lão Thiết, bảo bối thế nào? Đừng giở trò nữa, mau giao yêu thú truyền thừa ra đây. Nói, tại sao ngươi lại ám hại ta? Vì ta muốn ngươi chết. Xem ngươi có thể trốn được mấy lần nữa. Diệp Gia Kiếm Pháp, Nhất Kiếm Quang Hàng Thập Cửu Châu. Diệp Gia Kiếm Pháp, ngươi là Diệp Quỳnh. Ngươi biết thì cũng muộn rồi. Bích Thủy Hàn Đao, băng tường, phá cho ta. Ngươi là ai? Là bố mày. Hóa ra là một con khôi lỗi. Ma khí trên người của hắn sao lại nặng như vậy? Xem ra mình phải dùng chiêu đó rồi. Đại bảo Thiên Hoa Vũ, bên ngoài hồ. Tại sao lại dẫn ta đi? Ta có thể giết hắn mà. Thiên thủ chi ma không phải dễ đối phó đâu. Bây giờ không phải là lúc động thủ với hắn. Có điều thiên thủ chi ma vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Nhân lúc này ngươi có thể đi làm những chuyện khác. Chuyện khác? Phát huy sự thanh nam của ngươi, sự tham lam của ngươi. Ngươi càng tham lam chúng ta càng lớn mạnh. Vậy thì ta sẽ trở thành chủ nhân của toàn thiên hạ. Thâm Nguyên Cự Khẩu, chúng ta về kinh đô. Cái miệng to đó là sao?
Diệp Quỳnh cứ thế mà biến mất vào hư không. Đó là năng lực đặc biệt của Thâm Nguyên Cự Khẩu, tiêu hao tinh nguyên của bản thân, đưa túc chủ chuyển dịch đến một không gian khác. Thâm Nguyên Cự Khẩu, hắn là ma sứ tham lam nhất ở trong chúng ta, cũng là đối thủ mạnh nhất của ta. Thật không ngờ hắn lại giao dịch với thứ ma vật đó. Tiểu tử ngươi đánh không lại hắn đâu, làm giao dịch với ta đi, ta sẽ giúp ngươi giết hắn. Ngươi cũng là ma vật, giao dịch cùng ngươi thì ta khác gì Diệp Quỳnh đâu. Cũng sẽ có một ngày ngươi cầu xin ta thôi. Mình phải tranh thủ tiếp nhận truyền thừa, quyết không thể để Diệp Quỳnh hoàn thành được gian kế. Đại Nao Kinh Đô, nhị hoàng tử có người đến thăm ngài. Là phụ hoàng phái người đến đón ta phải không? Phủ của Tam hoàng tử. Chúc mừng chủ nhân, nhị hoàng tử đã đi gặp Diêm Vương rồi. Làm tốt lắm. Đại hoàng tử bên kia thì sao? Tất cả tiêu chuẩn đều chuẩn bị chu toàn, chỉ đợi ngày mai. Cả thiên hạ này sớm là của Diệp Quỳnh ta thôi. Hoàng thượng, người sao vậy? Có người muốn giết trẫm. Ơi, có quỷ. Người đâu? Hộ giá. Sao lại là con? Con đến đây làm gì? Giết Nạp Lan Kiệt, đoạt đế vị. Nghịch tử, ngươi muốn làm gì? Giết Nạp Lan Kiệt, đoạt đế vị. Chiến Thần Sơn, thần khư thí luyện sắp kết thúc rồi. Sao lão đại vẫn chưa hấp thụ xong vậy? Hết cả hồn, chuyện gì vậy? Đây nè, cuối cùng cũng kế thừa xong rồi. Không ngờ đã thành võ hoàng trung vị rồi, lại còn truyền thừa chuyện kim lôi chú. Chúc mừng lão đại. Lão đại nợ hại quá. Chúc mừng tiến nhập đến võ hoàng trung vị. Đã bắt đầu giai đoạn tiến trình thứ hai, ngài có thể mở khóa nhiều vũ khí hiện đại hơn, tùy ý sử dụng. Thần Ninh ơi, xuống đây tất cả bỏ kiếm xuống. Mình giờ chỉ cần vài phút là xử đẹp được tên nghịch tử Diệp Quỳnh đó rồi. The hell, 80%. Hào quang phản diện hiện tại của người sở hữu Lý Vũ Quả. Hào quang phản diện của Diệp Quỳnh 80%. Chẳng lẽ Diệp Quỳnh đã bắt đầu giở trò gì rồi? Cửa thần khư đảo, người chính là Lý Vũ Quả đạt được truyền thừa hay sao? Tiểu tử này thăng lên đến võ hoàng trung vị rồi, thế này cũng khủng quá đi. Nếu không phải là ái đồ Diệp Quỳnh của ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì làm gì tới lượt ngươi cơ chứ? Vũ Quả đại ca, muội sắp về Lam Quốc rồi, sau này huynh có đến Lam Quốc tìm muội hay không? Đương nhiên, chúng ta là đồng đội, tương thân tương ái mà, ta chắc chắn sẽ đến thăm cô. Ta sẽ không quên bờ mông quyến rũ đó của cô đâu. Chỉ là đồng đội thôi sao, bỏ đi. Đây là hộ tâm đan của Nam Quốc tặng cho huynh, đừng quên sau này đến thăm muội nha. Được. Đường phố Giang Đô, trước khi thuyền đắm chỉ tìm thấy bổ đao nhật nguyệt, vậy thì nhật nguyệt đao nhất định là nằm ở trong tăng bảo các rồi. Lý đại nhân, ngươi là? Ta là thủ vệ của đại hoàng tử, có chuyện muốn bẩm báo với ngài. Thời gian ngài không có ở kinh thành, triều đình đột phát biến cố, nhị hoàng tử chết trong ngục, đại hoàng tử bị hàm oan, đã bị xử trảm rồi. Cái gì? Hôm đó đại hoàng tử không biết tại sao đột nhiên tập kích hoàng thượng, còn nói mưu phản, hoàng thượng thịnh nộ, bắt đại hoàng tử giam vào tử nào.
Tam hoàng tử lại từ ở trong phủ đại hoàng tử tìm ra chứng cứ cổ độc hoàng thượng. Đại hoàng tử thà chết không nhận tội, cuối cùng bị siết cổ đến chết. Tam hoàng tử, không phải hắn vốn không quan tâm đến triều chính hay sao? Sao đột nhiên lại? Lý đại nhân, đại hoàng tử là người thế nào ta rõ nhất, vẫn mong ngài giúp đại hoàng tử dỡ sạch tội danh. Còn lại công đạo, cho đòi lại công đạo cho đại hoàng tử dưới cửu tuyển. Đứng dậy đi, người yên tâm, ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Ở đây có một kim bài miễn tử, là hoàng hậu lương lương bảo ta đem đến cho ngài. Người còn bảo ta chuyển lời tới ngài, cẩn thận tam hoàng tử. Ta lo xong chuyện ở Giang Đô trước, rồi sẽ khởi hành đến kinh thành ngay. Tam hoàng tử chẳng lẽ là... Tàng Bảo Các Thiên Võ Học Viện. Đây là kho công pháp lớn nhất của cả Hạo Thiên Quốc hay sao? Chỉ đáng tiếc là ta chỉ được lấy một thứ, Thiên Nhãn Thông, Nhật Nguyệt Đao. Sàn nhà là dùng nguyên liệu ly tinh chế thành, nếu sử dụng cường lực để phá vỡ thì sẽ dẫn đến sụp đổ quả Tàng Bảo Các. Vẫn là đừng gây ra động tĩnh lớn thì tốt hơn, tớ tìm xem có cơ quan nào để mở ra hay không. Chẳng lẽ cơ quan giấu ở trong quả cầu thủy tinh này? Trời ơi, cái thứ này sao chẳng nhúc nhích gì vậy? Hay là dùng từ chuyện kim lôi chú? Chuyện kim lôi chú? Quyền Nguyệt Tu Na Đao, Thái Hư Côn Lôn Thuật. Vương gia này khắc vợ đắc bàn, Nhật Nguyệt Đồng Huy Quyết. Quyển sách này có phù hiệu Nhật Nguyệt sáng lên, chẳng lẽ chính là nó? Nhật Nguyệt Đao. Kinh thành. Nếu mình đoán không sai, phải nghĩ cách khiến cho tam hoàng tử. Hắn chính là lý phu quả mà tam hoàng tử truy nã, mau bắt hắn. Lệnh bài miễn tử đây, dẫn ta vào diện kiến thánh thượng. Ơi bệ hạ, lý phu quả lý tướng quân có chuyện cầu kiến. Lý phu quả cho hắn vào. Thần lý phu quả tham kiến hoàng thượng. Lý phu quả, ngươi còn mặt mũi mà đến gặp trẫm? Có phải ngươi cấu kết với đại hoàng tử mưu sát trẫm hay không? Hoàng thượng, ngươi không cảm thấy đại hoàng tử mưu phản là chuyện hơi kỳ quặc hay sao? Ý ngươi là đại hoàng tử là thái tử, ngài ấy có lý do gì để tập kích ngươi chứ? Đây rõ ràng là có kẻ sắp đặt bẫy hại rồi. Ngươi không cảm thấy tất cả đều rất đáng nghi ư? Thằng cả trước giờ vẫn luôn hiền lành hiếu thuận, cũng có thể là bị người ta bẫy hại thật rồi. Nhị hoàng tử đột nhiên chết trong tù, một tam thái tử ưa nhàn nhã đột nhiên lại quan tâm triều chính, muốn nắm binh quyền, cũng là chuyện không thể không nghi ngờ. Cái gì, ý ngươi là tam hoàng tử không biết phụ hoàng triệu nhi thần tới là có gì phân phó không ạ? Không có gì, nghe Lý Ái Khanh phân tích tình tiết vụ án mà thôi. Ồ, nhi thần cũng muốn nghe thử. Tam hoàng tử chỉ là một thư sinh yếu đuối, không có chút tu vi nào. Lý Vũ Quả, ngươi dám? Ngươi đang làm gì vậy? Một tam hoàng tử yếu đuối lại có thể đỡ một quyền của ta? Buông ra! Ngươi dừng tay, ngươi đâu? Ta xem ngươi có thể chịu được bao lâu. Không được, phải dùng nội lực hộ thể thôi. Hả? Lão bằng hữu, ngươi bị nộ rồi. Lý Vũ Quả, ngươi dám công nhiên đánh thái tử? Ngươi muốn phản thật rồi sao? Hoàng thượng, ta chỉ là muốn đọ sức với tam hoàng tử một chút mà thôi. Phụ hoàng, Lý Vũ Quả này phạm thượng, tội rõ rành rành. Lý Vũ Quả, chấm niệm tình ngươi có kim bài miễn tử, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Người đâu, bắt Lý Vũ Quả giam vào đại nào. Lý Vũ Quả, mối nhục ngày hôm nay, ngày sau sẽ trả đủ. Bốc đồng quá rồi, không có chứng cứ xác thực, quả nhiên không thể khiến cho hoàng đế tin tưởng hoàn toàn.
Nhị ca, sao huynh lại đến đây? Ta không đến ai cứu đệ? Đệ cũng gấp gáp quá rồi. Có điều thánh trưởng đã nảy sinh nghi ngờ, đành cho đệ âm thầm điều tra chân tướng. Không uổng mình vào tù một chuyến, hoàng đế cuối cùng cũng nghi ngờ rồi. Có điều đệ cũng phải cẩn thận, cả triều đình này đã nằm trong tay của tam hoàng tử cả rồi, đến cả phi ương tiêu của ngũ đại gia tộc cũng đã thành hộ vệ của hắn. Ngũ đại gia tộc cũng vậy, còn tiêm trần, cái chết của Vân Hà đối với Vân gia là đả kích quá lớn, thực lực đã tụt xa so với năm đó. Có điều may mà chị em Vân gia thông minh đã rời khỏi kinh đô rồi, chỉ là ta đã mất liên lạc với họ, không biết giờ họ đang ở đâu. Ta không nên để họ một mình đối diện với tất cả như vậy. Tam vương gia đã đang lên trên đường về kinh rồi, 3 ngày sau là đến. Thời gian cấp bách, để mau đi tìm chứng cứ đi. Tam vương gia, tình hình hiện giờ đặc biệt. Tam vương gia phụ trách trấn thủ biên cương, binh hùng mã hậu, chỉ có hắn mới có thể đối phó với phi ương tiêu trong tay thái tử. Ta biết rồi. Yến hội cung đình, phụ hoàng, con kính người một nề, tốt tốt. Tuyệt nhi, sắp đến mùa hoa kế rồi, hay là ngâm thơ viết đối, chi bằng là một bài thơ trợ hứng cho phụ hoàng của con. Mỗi năm mùa hoa quế con đều ngâm một bài thơ, năm nay cũng không thể nào ngoại lệ đó. Có thể trực tiếp tại đây nghe thái tử làm thơ, quả thật là phúc ba đời. Thần cũng xin rửa tai đợi nghe. Gái bà già này, nếu đã như vậy, thế thì bản cung đành múa rìu rồi. Năm nay quế nở thật thơm, vừa dùng nấu rượu lại dùng nấu canh, bỏ thêm cả mái nguyên con, đậm đà hương vị ngọt ngào khó quên. Khiến các vị chê cười rồi, thơ này chỉ có trên trời, nhân gian hiếm có đời đời muốn nghe, hảo thơ hảo thơ. Chư vị đại nhân quá khen rồi, trình độ của Tuyệt Nhi không chỉ có vậy đâu. Cái này, được rồi, thái tử sau này con vẫn nên đọc nhiều thêm một chút sách đi. Phụ hoàng nói chí phải, lão hoàng đế này đã nghi ngờ ta rồi, đành phải động thủ trước thôi. Hoàng thượng đang lo nghĩ về chuyện của Tuyệt Nhi hay sao? Ai, tam hoàng tử dạo này trở nên rất là kỳ quái, chấm thực sự có chút đau đầu. Tuyệt Nhi thay đổi rất nhiều, không giống như là con của chúng ta nữa. Hoàng thượng uống chút canh an thần để nghỉ ngơi sớm chút. Hoàng thượng, tiểu thiến đã bị đồ to mồm đó cắn hỏng rồi, cũng không biết là ngọc truyền thừa có thể khôi phục hay không. Máy quét hồng ngoại, chức năng quay phim, súng ống các loại. Tiếc nào bây giờ tạm thời vẫn chưa trang bị đại bác được, nếu không thì mình có thể hô lên làm lấy tao khẩu bazooka. Không xong rồi, hoàng thượng trúng độc hôn mê bất tỉnh rồi, hoàng hậu bị tam hoàng tử bắt giam vào đại lao, bây giờ cả triều đình thành một mớ hỗn loạn. Cái gì? Hắn đúng thật là không đợi được nữa rồi. Đệ có cách nào hay không? Tam vương gia còn một ngày nữa mới có thể đến, nếu hoàng đế băng hà, Diệp Quỳnh đó sẽ lên ngôi đó. Có đệ ở đây hắn đừng mơ. Bên ngoài tẩm cung của hoàng đế, may mà có Dược Hoàng tuyên bố đến kinh đô, nếu không thì ta bó tay rồi. Được rồi, mau vào đi, bị phát hiện là to đó. Không ngờ lại trúng độc, nghi hồn chi độc, 3 hồn 7 phách mất đi một nửa, thủ đoạn cũng khá là cay độc. Ly hồn chi độc có thể giải được không? Độc này giải từ từ, chí ít cũng là nửa tháng. Nửa tháng thì không lâu quá, nửa tháng thì lâu quá, lúc đó cũng không biết là Dược Quỳnh sẽ lại giở thủ đoạn gì nữa. Tiền bối, có thể khiến cho hoàng đế tỉnh lại tạm thời hay không? Hoàng đế mới băng hà, người nào làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, tiên đế dưới hoàng tuyền mà biết được chắc chắn là sẽ không truyền ngôi cho người. Ta là thái tử, thừa kế hoàng vị là chuyện ý trời đã định, ai kháng cự thì xuống Diêm Vương điện phủ cùng phụ hoàng ta đi. Người vẫn xin thái tử dẫn dắt văn võ bá quan trị vì thiên hạ. Bái kiến tân hoàng, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Kể từ hôm nay, giang sơn hạ quốc này là của ta,
Cái gì? Ngươi vui mừng hơi sớm rồi đó. Lý Vũ Quả, ngươi còn mặt mũi mà đến đây sao? Cấu kết với đại hoàng tử mưu hại tiên đế bất thành, lại tự đến chui vào lưới. Chủ nhân, Lý Vũ Quả đang âm thầm điều tra ngài, nhất định là hắn sẽ tìm ra gì đó. Như vậy có ổn hay không? Đoạt xá chi thuật đâu có dễ dàng hóa giải như vậy, không cần lo lắng. Tam hoàng tử lại bị đoạt xá sao? Đoạt xá chi thuật là tà thuật. Hắn dám dùng tà thuật với tam hoàng tử? Là ai? Là Diệp Quỳnh thiếu chủ. Diệp Quỳnh? Cái gì Diệp Quỳnh chứ? Đoạt xá cái gì? Đều do hắn ngụy tạo hết. Diệp Quỳnh, bây giờ chứng cứ xác thực, ngươi còn muốn giả mồm hay sao? Lý Vũ Quả, ngươi thông đồng cùng đại hoàng tử mưu phản bất thành, bây giờ lại hãm hại ta, ngươi đúng là tâm địa độc ác. Phi Ương Tiêu, bắt Lý Vũ Quả lại cho ta. Ai dám? Ngươi chưa chết sao? Chấm mà chết thì ngươi được như ý nguyện rồi còn gì. Diệp Quỳnh, tất cả chỉ để dụ ngươi mắc câu mà thôi. Dùng một cái máy chiếu ảnh thì làm sao có thể trực tiếp chứng minh ngươi là Diệp Quỳnh chứ? Hoàng thượng tha mạng, tất cả đều là do Diệp gia chủ chỉ huy. Thần chỉ là nhất thời hồ đồ. Diệp gia gia chủ? Giỏi lắm. Hóa ra Diệp gia bọn chúng thông đồng trên dưới, muốn đoạt gian sơn của chấm. Chấm phải tru di cửu tộc của chúng. Nạp Lan Kiệt, ngươi dựa vào cái gì mà đòi tru di cửu tộc của ta? Nhẽ nào cái đế vị này của ngươi leo lên sạch sẽ lắm sao? Hôm nay ta phải tiễn cẩu tặc bất nhân bất nghĩa ngươi lên đường thôi. Y Ương Tiêu, giết Nạp Lan Kiệt cho ta. Hỗn dược, chấm còn chưa chết đâu. Chỉ dựa vào ngươi mà cũng dám nắm giữ Phi Ương Tiêu? Ta nói cho ngươi biết, hoàng vị này không chỉ có Nạp Lan gia ngươi là ngồi lên được đâu. Nạp Lan Thiết Long chạy. Lý Vũ Quả, đừng tưởng ngươi có được thần cơ truyền thừa thì chắc thắng. Hôm nay ta muốn giết ngươi. Ngươi vẫn ngu xuẩn như vậy. Lão Hấu Ăn, có đồ ăn rồi đây. Ta đợi lâu lắm rồi, mau bắt đầu đi. Trời ơi, cái quần què gì đây? Đừng cố vùng vẫy nữa, thứ đó hút là tu vi của ngươi. Chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ thành khách. Ngươi sẽ thành xác khô. Ây, hóa ra là thế. Sao ngươi? Sao lại cứ ngu hoài vậy hả? Hút lâu như vậy rồi vẫn chưa nhận ra đây chỉ là một khôi lỗ thôi sao? Lý Vũ Quả, Lý Vũ Quả, ta xem ngươi hôm nay chạy đi đâu. Chết tiệt, công kích của ngươi đều sẽ bị ta hấp thụ. Ngươi có thể làm gì được ta? Thiên thủ chi ma, ngươi cảm thấy loại công kích này có thể làm ta bị thương được sao? Nếu ngươi giết ta, cả đời này cũng đừng mơ biết được tin tức của chị em phân ra. Ngươi, ngươi nhất định là đừng chết đó. Tội nghiệp ngươi phạm phải, ta nhất định là phải từng chút một trả lại cho ngươi. Ngày mai ngược tiếp. Lý Vũ Quả, ngươi tưởng thế này là có thể giam được ta sao? Hoàng đế Băng Hà, Hoàng đế Băng Hà, Hoàng thượng, Hoàng đế Băng Hà, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bái kiến Tân Hoàng, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chết tiệt, Diệp Quỳnh vừa chạy mất, lão hoàng đế thì chết ngắc, còn Tam Vương gia ngày hôm nay lại đăng cơ, tình tiết thế này cũng nhanh quá rồi. Hôm nay chậm đăng cơ, có thưởng có phạt. Cơ Khai hữu dũng vô mưu, chấm phong Cơ gia thành đứng đầu ngũ đại gia tộc, vi thần tạ chủ Đông Ân. Còn về Lý Vũ Quả, Lý Vũ Quả là đồng bọn của Diệp Quỳnh tàn sát hoàng tử, người đâu bắt Lý Vũ Quả giam vào đại nào?
Cái gì? Ngoài mặt thì tống ta vào nào, thực ra lại cho ta ăn đồ ngon. Nói đi, muốn ta làm gì? Chấm muốn ngươi đến Đại Kim Quốc làm gián điệp điều tra. Nếu ta không đi thì sao? Muốn ta đi làm vùng à? Cái chiêu này cũng xích à? Ngươi nhất định là phải đi, bởi vì kẻ thù giết cha của ngươi đang ở Đại Kim Quốc. Cái gì? Năm đó cha ngươi lãnh binh xuất chiến, đánh đâu thắng đó. Nhưng nguyên soái của quân địch, Tư Đồ Ngột Thuật, lại bắt thái tử của nước ta giam cầm, lại còn uy hiếp chúng ta, ép cha ngươi vào chỗ chết thì mới thả người. Cho nên các người vì muốn cứu thái tử nên hy sinh cha ta. Phụ vương của ta sao có thể lỡ để ông ta hy sinh? Là cha ngươi chủ động xin đi giết giặc, đi đánh một trận sống mãi với bọn chúng. Tên người Kim đáng hận đó lại đồ sát 10 vạn đại quân, đến cả thi thể, đến cả thi cốt của cha ngươi cũng không tha. Tư Đồ Ngột Thuật đem thi cốt của cha ngươi về chế thành dược cổ giấu ở Đại Kim Quốc. Đồ khốn nạn, ta phải băm hắn thành trăm mảnh. Con chó này đang muốn dụ mình đến Đại Kim Quốc, mình cứ thương kế tiểu kế trước đã, để xem trong hồ lô của hắn bán thuốc gì. Ta đi. Mộng Nhi đã là công chúa rồi, ngươi đến phủ chào tạm biệt nó một câu đi. Mộng Nhi. Tướng công, phụ hoàng thiếp bắt chàng đến Đại Kim Quốc, sao chàng đã đồng ý? Làm người ở đời, thù giết cha sao có thể không báo chứ? Vậy thì thiếp đi cùng chàng. Nàng bây giờ đã là công chúa rồi, cứ ở bên cạnh phụ hoàng tận hiếu đi, đợi ta trở về. Chàng nhất định là đừng quên thiếp đó. Vô quả, không biết tại sao ta cứ có cảm giác chàng và ta chỉ đến đây thôi. Tướng công, ta đợi chàng trở về. Lão đại, ta đi cùng huynh. Không, để ở lại đây chăm sóc chị dâu đi, đợi ta trở về. Mộng Nhi, đợi ta trở về nhé. Vương trưởng, các huynh đệ bắt vương trưởng lại, đổi một mớ tiền để hưởng lạc nào. Huynh đệ xông lên, xông lên, bảo vệ y tiền. Không ổn, gặp phải sơn tặc rồi. Ngươi là ai, tại sao lại phá chuyện tốt của bọn ta? Ây, theo bọn ta đi, bọn ta không dám nữa đâu. Đại hiệp tha mạng. Thiếu hiệp hảo thân thủ, được cứu rồi. Ngươi là? Vương trưởng là y tiên của Đại Kim Quốc, lần này đến Yên Kinh là để chữa bệnh cho con gái Tư Đồ Ngột Thuật. Đây là cơ hội tốt nhất để vào phủ Tư Đồ. Lý Vũ Quả đến báo ân chậm trễ, mong vương lão tiên sinh thứ tội. Vương lão tiên sinh, ngài còn nhớ năm xưa ở dưới chân Thiên Kiếm Sơn, ngài đã từng cứu một binh sĩ bị thương hay không? Người đó chính là phụ thân của tại hạ. Vương trưởng cứu người rất nhiều, nhớ không hết. Vừa hay để mình lừa lấy một thân phận. Lúc đó hai quân giao chiến, lão phu đã thực cứu một binh sĩ, một vài binh sĩ bị thương. Phụ thân của mười mới qua đời năm ngoái, trước lúc chết còn dặn dò ta nhất định là phải báo đáp ân tình của vương lão. Tiểu sinh nguyện vì tiên sinh dầu sôi lửa bỏng. Tiểu anh hùng đã trọng nghĩa như vậy, chi bằng cùng lão phu đến Yên Kinh đi. Đa tạ lão tiên sinh, không uổng công mình sắp đặt nửa ngày trời. Vương trưởng thương nhân giàu có đang trên đường đến Yên Kinh. Phủ Tư Đồ. Vương lão, cuối cùng ngài cũng đến. Mau vào trong xem bệnh cho con gái ta, đã hôn mê 7 ngày 7 đêm rồi. Tư Đồ Ngột Thuật. Sao ánh mắt người này lại quen thế nhỉ? Tư Đồ Ngột Vô Ưu. Lão hủ chỉ tạm thời áp chế bệnh tình, nhưng nếu muốn khỏe lại hoàn toàn, lão hủ cũng không có cách gì. Cái gì? Ta chỉ có một đứa con gái này thôi. Vương lão, ngài hãy nghĩ cách đi. Cái này, ngài đi tìm Cao Minh khác đi. Ba đứa con trai của Tư Đồ Ngột Thuật đều chết ở trên chiến trường rồi. Đứa con gái duy nhất này lại trở thành huyết mạch duy nhất của hắn. Nếu mình chữa được cho cô ta, nói không chừng sẽ có thể lấy được lòng tin của hắn. Tiểu tử, ngươi định làm gì?
số thật như trùng, lây lan toàn thân, hôn mê bất tỉnh, sốt cao không hạ. Đây là một loại vu độc ở cực bắc. Ngươi có cách cứu người hay sao? Cách cứu người thì có, chỉ là một khi dùng rồi sẽ bị bại lộ. Ai kệ đi, liều một phen. Nhật Nguyệt Đao, tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai hả? Nếu ông đã biết đây là Nhật Nguyệt Đao, thì chắc cũng biết Nhật Nguyệt Đao có thể ép vu độc ra ngoài. Tốt quá, máu độc chảy ra rồi. Vùng cực bắc có một đám chuyên sử dụng pháp thuật thắc vu. Đây chính là vu độc do chúng hạ, chỉ có Nguyệt Nguyệt Đao mới có thể giải được. Bọn thắc vu đáng chết, lá phù đốt chết bọn chúng. Còn về ngươi, ngươi là con trai của Lý Quả Nghĩa, sao lại đến Đại Kim Quốc của ta? Ngươi lại là Lý Vũ Quả của Hạo Thiên Quốc. Xin lỗi vương lão, lúc đó tôi đang bị Hạo Thiên Quốc truy nã, chỉ che giấu thân phận nên bắt đắc dĩ mà thôi. Vậy ngươi tới Đại Kim Quốc của ta làm gì? Kẻ thù của kẻ thù nào bằng hữu. Lý gia ta vì Hạo Thiên Quốc dầu sôi nửa bỏng, lão hoàng đế lại ép chết phụ thân ta. Tân hoàng lại vu oan ta nằm, lại vu oan ta mưu hại hoàng thất. Lý Vũ Quả ta và Hạo Thiên Quốc thề không đội trời chung. Hay cho câu kẻ thù của kẻ thù nào bằng hữu. Nếu ngươi đã cứu con gái của ta, thì giờ cứ ở phủ tư đồ của ta đi. Đa tạ tướng gia. Trông chừng hắn cẩn thận cho ta. Vâng. Hiến kinh Đại Kim Quốc. Cái lão hồ ly này, ngoài mặt thì để cho mình tự do đi lại, nhưng lại âm thầm sắp xếp người theo dõi. Phải tìm cách hoàn toàn lấy được lòng tin của hắn thôi. Có rồi. Ngươi là ai? Là người giết ngươi. Danh sách mật thám Hạo Thiên Quốc. Kẻ phản bội chết cũng không tiếc. Chết rồi, một đao đoạt mạng. Lý Vũ Quả này ra tay cũng tàn độc thật. Được, người tiếp tục theo dõi, ta về bẩm báo tướng gia. Thú vị đấy, một hơi giết 10 thám tử Hạo Thiên Quốc. Bây giờ hắn đang ở đâu? Về phòng rồi. Vũ Quả, ngươi đang làm gì vậy? Tướng phủ không phải là nơi ta nên ở, ta vẫn còn chuyện phải làm. Ngươi rời khỏi đây, nhà đẻ đi, giết thám tử của Hạo Thiên Quốc tiếp à? Cắn câu rồi, đó là chuyện của tiểu gia ta, liên quan gì đến ông? Ngươi giết bọn thám tử này thì được cái gì? Nếu ta là ngươi, ta sẽ lợi dụng chúng, cho chúng tin tức giả nửa thật nửa giả, hết giá trị rồi giết chúng không kịp trở tay. Chỉ bằng ta và ngươi cùng nhau hợp tác, khiến cho Hạo Thiên Quốc trời long đất nở. Cái này, hóa ra tuyến tình báo trước đây bị cắt đứt đều là do lão hồ ly này dở trò. Vũ Quả ca ca, chạy nhanh thật đó, xem ra đã khôi phục khá rồi. Vâng ạ. Nhờ có ai đó chữa trị đó. Vũ Quả ca ca, đi chơi xích đu với ta đi. Đi đi, đừng chơi lâu quá đó. Ngươi có thể suy nghĩ kỹ về lời ta nói. Vũ Quả ca ca, bọn họ đều nói cha ta là tên khốn, huynh cảm thấy sao? Kẻ địch nói cha cô là người xấu, nhưng đối với Đại Kim Quốc, cha cô là thần bảo hộ, là quân thần. Còn ta hận cha cô, nhưng nói đi nói lại, ta lại càng ghét tên ngụy quân tử Tam Vương gia hơn. Tướng gia, ngài cười gì? Hắn vừa nói hận ta, hận là đúng. Nếu không phải ta nợ dụng hoàng đế của Hạo Thiên Quốc, cha của hắn sẽ không phải chết. Nếu hắn không hận ta, thì chắc chắn là hắn có dụng tâm khác. Tướng gia, thế chúng ta bây giờ có nên ủy thác trọng trách cho hắn hay không? Giờ vẫn còn sớm, đợi thêm đã. Xem ra để có được tín nhiệm của lão hồ ly đó, vẫn phải thả thêm chút thính thôi. Quá rồi à, uống chút sữa chua đi. Ngon quá đi, sữa chua ngon ngọt. Cảm ơn Vũ Quả ca ca. Chúng ta ra ngoài chơi đi, ta chưa bao giờ thấy qua bên ngoài ra sao cả. Cô vừa khỏe lại. Cha ta nói ta là kiểu âm tuyệt mạnh gì đó, không thể để cho người khác biết. Ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng thấy qua bên ngoài thế nào. Kiểu âm tuyệt mạch. Truyền thuyết kiểu âm tuyệt mạch là học võ kỳ tài trời sinh, nhưng bình thường không sống quá 30 tuổi, trừ phi cha cô dẫn đến cực hàn chi địa là để tìm kiểu âm tuyết niên, phải không? Sao Vũ Quả ca ca đã biết? Chỉ có kiểu âm tuyết niên mới có thể hóa giải kiểu âm tuyệt mạch.
mà kiểu âm tuyết niên chỉ sinh trưởng ở nơi có cực hàn chi địa. Chuyện kiểu âm tuyệt mạch cô không thể để người ngoài biết, bất cứ ai cũng không được. Ta biết rồi, vậy huynh đó có thể dẫn ta đi chơi hay không? Ta đáng thương quá rồi nè. Được, đúng là bó tay với cô. Nơi này náo nhiệt, lần đầu tiên ta thấy nhiều người đến đây vậy. Nha đầu này bị nhốt ở nhà mãi chắc ngột ngạt quá đi. Hôm nay ta sẽ đưa cô đi chơi cho đã nhé. Vũ quả ca ca, mình thấy ta cài cái châm này có đẹp hay không? Vô ưu vô ưu, giờ thì mình đã hiểu tại sao lão tặc đã đặt cái tên này rồi. Bất cứ ai nhìn thấy nụ cười thánh thiện thế này cũng đều sẽ đem lòng yêu ngay. Đẹp vô ưu của chúng ta, cài cái gì cũng đẹp hết. Miễn cưỡng quá đi, khen lại. Kiểu liên hoàn, tiễn thần chiết biệt. Tiểu tử này là ai? Sao có thể thấy rõ được đường tiễn của ta? Tìm chết. Vũ quả ca ca, huynh. Cái quái gì đây? Dưới trướng tư đồ ngộ thuật lại có cao thủ thế này. Mình phải mau bẩm báo cho thái tử. Đã chạy rồi, lần sau nhất định là ngươi sẽ chết. Vũ quả ca qua, huynh bị thương nặng quá, chúng ta mau đi kiếm đại phu xem thử thôi. Vết thương nhỏ ấy mà, không phải gấp. Có ai không, cứu mạng. Vũ quả ca ca, huynh nhất định đừng có chuyện gì đó nha. Đại phu, chuyện gì vậy? Đại phu, xin ông hãy cứu huynh ấy. Huynh ấy chảy máu nhiều quá rồi. Trong mũi tên có kịch độc, vết thương cực kỳ khó giải quyết. Đạo phu y thuật không tình. Tiểu thư, hay là tìm vị cao nhân khác đi. Đại phu, cầu xin ông đó, ông cứu huynh ấy đi. Cứu thì cứu được, chỉ là giá cả ấy mà. Đây là vòng ngọc cha ta tặng ta, đắt lắm. Xin ông nhất định là phải chữa cho huynh ấy. Nếu thế thì nã phu sẽ cố gắng hết sức. Tiểu tử đó, ăn gan hùm rồi hay sao, mà dám đưa con gái của ta ra ngoài. Đi bắt Lý Vũ Quả về đây cho ta, ta không thể tha cho hắn được. Vâng. Lão phu ra ngoài đào ít thuốc, cô chăm sóc công tử cho một chút nhé. Vất vả ông rồi. Vũ quả ca ca, huynh biết hay không, thường ra ta luôn muốn có một ca ca. Ta đã từng có ba vị huynh trưởng, nhưng họ đều hy sinh cả rồi. Thậm chí ta cũng không biết mặt mũi của họ ra sao. Cho nên ta ghét nhất là chiến tranh. Cha ta cũng hy vọng ta có thể tránh xa, chiều chính phân tranh, vô ưu vô lo mà sống. Cho nên mới đặt tên ta là vô ưu. Nhưng cha vì lo cho ta, luôn nhốt ta ở trong nhà. Hôm nay có thể ra ngoài chơi, thật sự rất vui. Chúng ta quen nhau chưa lâu, nhưng huynh giống như là ca ca của ta vậy. Cho nên huynh không thể có chuyện. Ta không cho phép huynh có chuyện, huynh nhất định là phải khỏe lại. Đại phu, ông về. Tiểu nha đầu, trên người con ngọc ngà châu báu gì giao hết ra đây. Ta đã đưa vòng ngọc cho ngươi rồi mà, còn không đủ hay sao? Dân thường sao có thể đeo được cái vòng đắt đỏ như vậy chứ? Cô chắc chắn là thiên kim tiểu thư của phú hộ nào đó rồi. Nhanh lên, đừng nề mề nữa, chút nữa còn phải chơi cô cho đã rồi bán cho lầu xanh đó. Các ngươi không được động đến ta. Cha ta là quân thần đại kim quốc tư đồ ngột thuật. Nha đầu này tại sao là con gái của tư đồ ngột thuật thật sao? Làm sao đây? Tiêu rồi, nếu lão tặc đó biết chúng ta bắt con gái lão, lão sẽ giết cả nhà chúng ta đó. Nếu đã như vậy thì giết luôn. Cứu mạng. Kẻ bị giết là ngươi. Vũ quả ca ca, cuối cùng huynh cũng tỉnh lại rồi. Mấy tên người xấu đó đáng sợ quá. Vũ quả ca ca, đừng sợ, có ta đây rồi. Sao ngươi? Ta rõ ràng đã rắc mê hồn dược lên miệng vết thương của ngươi rồi mà. Thuốc của ngươi chỉ có thể hại bách tính bình thường mà thôi, vô dụng với ta. Để ta làm một trò ảo thuật cho muội xem nhé. Muội nhắm mắt lại đi. Vâng. Húng ba la mở mắt ra. Vũ quả ca ca, mấy người đó đâu rồi? Bọn chúng đã biến tới một nơi vũ trụ xa xôi nào đó rồi. Vết thương của huynh,
độc đó không có tác dụng với ta. Vừa ngất đi là cơ thể của ta tự động bật cơ chế tự lành rồi. Ý vũ quả, ngươi lại dám hại con gái của ta lâm vào hiểm cảnh, người đâu bắt hắn lại cho ta. Tướng gia, ngài nghe ta. Cha, không được hại vũ quả ca ca, huynh ấy vì bảo vệ con mà bị trọng thương. Con, bỏ đi bỏ đi, thế con gái của ta bảo vệ ngươi như vậy, lần này ta tha cho. Có điều, ngươi cũng là tu vi võ hoàng, rốt cuộc là kẻ nào có thể đả thương ngươi? Ta chỉ biết kẻ tập kích đó giỏi bắn cung. Dùng cung, dùng cung có thể đả thương võ hoàng, nghe là chỉ có thủ hạ của thái tử, thần tiễn triệt biệt mà thôi. Kim Long Thành, ngươi dám hạ thủ với con gái của ta sao? Nửa tháng sau, trình độ muội cùi bắp quá, bộ huynh không thể nhường ta hay sao? Thể thao điện tử, nhường là bị người khinh thường đó. Vậy thì hết giận chưa? Nè mặt ni trà sữa này tha cho huynh đó. Tiểu thư này càng ngày càng gần gũi với Vô Ưu rồi, thế này không tốt đâu. Tiểu thư Vô Ưu trước kia suốt ngày ủ rũ, hôm nay có thể vui vẻ như vậy cũng là nhờ lý vũ quả đó. Chẳng lẽ thướng gia ghen tị với tiểu tử đó hay sao? Phó quan, nữ phi nông. Nói bậy, sao ta lại ghen tị với tên tiểu tử đó chứ? Tâm cơ người này rất thâm sâu, ta nó hắn tiếp cận Vô Ưu còn có dụng tâm khác. Tiểu tử này bình thường ngoài luyện công thì là chơi với Vô Ưu cũng thành thật. Có phải tướng gia đã có cách gì để thăm dò thực hư của hắn hay không? Mấy ngày trước quân cơ đường chủ bị người của Kim Long Thành trừ khử rồi, thế thì điều lý vũ quả sang quân cơ đường đi. Quân cơ đường, nhưng đó là cơ quan quan trọng của cả đại kim quốc ta, lỡ như quân cơ đường xử lý quân tình, nếu trong lòng của hắn có quỷ chắc chắn là sẽ bại lộ thôi. Bà nội cha đó, tân đường chủ mới lại là tội phạm truy nã của Hạo Thiên Quốc, lãnh đạo bị mù hết cả rồi sao? Có đường chủ quân cơ đường đao vô tình, có đường chủ quân cơ đường kiếm vô tầm. Mới sáng sớm đã náo nhiệt vậy rồi sao? Đang thảo luận gì vậy? Đường chủ cái gì? Rõ ràng là một tên tiểu nhân. Người đâu, bắt hộ vệ Triệu Văn Quảng lại cho ta. Triệu Văn Quảng là lão tướng của quân cơ đường, đừng tưởng ngươi là tân nhiệm đường chủ thì lộng quyền làm càn. Rất đơn giản, Triệu Văn Quảng là gián điệp của Đại Niêu. Lão tặc tư đồ phái mình đến quân cơ đường chắc chắn là vì giám sát mình. Mình phải có được lòng tin của hắn, mình không thể ra tay với Hạo Thiên Quốc, cho nên chỉ có thể ra tay với một kẻ địch khác của Đại Kim Quốc là Đại Niêu. Thằng nhóc con người đang nói bậy gì vậy? Lão tử sao lại là gián điệp được hộ vệ Triệu Văn Quảng? Ghi chép chiến sự ta đã xem qua mấy lần rồi, trước đại chiến ngươi nằm trận bỏ trốn tàn sát Nguyễn tướng quân, sao ta không thể bắt ngươi được chứ? Ngươi nói bậy gì vậy? Ta lúc đó nhận được mật báo quân địch tập kích hậu phương, ta bèn dẫn người qua đó. Còn về Nguyễn tướng quân, ta lúc đó đến trễ một bước, hắn đã là người đầy tên rồi, sao ta có thể giết hắn? Nguyễn tướng quân, người bị chúng đầy tên mà chết, nhưng vết thương chí mạng lại là mũi tên bắn từ phía sau lưng đến. Uy lực của mũi tên này cũng chỉ có người mới bắn ra được. Người chính là hung thủ. Người đang nói bậy cái gì vậy? Dựa vào thực lực của Nguyễn tướng quân, cho dù có bị bao vây cũng có thể bảo toàn tính mạng. Bà đội cha hắn, tên gia hỏa này lại là phản đồ thật sao? Lừa não tử lâu như vậy, bắt hắn lại cho ta. Đừng qua đây, nếu không ta giết hắn. Ồ, hai tên phản đồ diễn cũng sâu thật. Tống Đại Hải phải không? Những người khác đều đang rút binh khí, chỉ có người là tay không tất sắc chạy qua, còn không phải là để giúp hắn chạy thoát hay sao? Má nó, Tống Đại Hải cũng là phản đồ. Định uống thuốc độc tự sát. Ta không đồng ý,